Huấn luyện viên Mikel Arteta của Arsenal không giấu được sự phẫn nộ sau khi trọng tài công nhận bàn thắng gây tranh cãi của Newcastle trong trận đấu vừa qua. Ông Arteta gọi đây là sự xấu hổ của giải ngoại hạng Anh, giải đấu mà ông cho là tốt nhất thế giới. Nhưng đã xảy ra sự không công bằng khi công nghệ VAR không thực hiện đúng vai trò của mình. Trận đấu giữa Newcastle và Arsenal diễn ra sôi nổi với nhiều pha bóng đẹp mắt và tốc độ cao. Tuy nhiên hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước ngoặt đến ở phút thứ 64 khi trọng tài Stuart Atwell và tổ VAR quyết định công nhận bàn thắng của cầu thủ Anthony Gordon. Sau một loạt kiểm tra các khả năng việt vị và lỗi vi phạm, phản ứng dữ dội từ phía Mikel Arteta xuất phát từ việc ông cho rằng trong tình huống dẫn đến bàn thắng có một số quyết định của trọng tài là không chính xác, bao gồm việc bóng có đi hết đường biên hay không và liệu đã có phạm lỗi trước khi bàn thắng được ghi. Các bình luận viên bóng đá hàng đầu Anh như Gary Neville và Jamie Carragher cũng đã có những ý kiến trái chiều, phản ánh sự khó xác định và tranh cãi của quyết định này. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng đã không thay đổi và Newcastle đã giành được 3 điểm quan trọng giúp họ leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, trong khi Arsenal, với trận thua này, đã rơi xuống vị trí thứ 3 và kém nhà đương kim vô địch Manchester City 3 điểm.